Anh chị em rất thân mến khởi đầu năm phụng vụ mới giáo hội mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện hãy luôn mở lòng và sống xứng đáng để có thể sẵn sàng đón tiếp chúa không chỉ trong dịp lễ giáng sinh mà còn trong mọi lúc qua mọi bốc dạng hầu được an vui chào đón chúa quan lâm với định hướng sống hiệp thông trong đức tin và đức ái để loan báo tin mừng suốt hai năm qua cộng đoàn giáo phận chúng ta đã nỗ lực sống hiệp thông trong đức tin qua việc cầu nguyện và trong những cố gắng thăng tiến mọi thành phần dân chúa năm nay chúng ta sẽ cùng nhau sống hiệp thông trong đức ái tại sao chúng ta phải thực hiện điều này chính đức tin qua những trang đầu của sách sáng thế đã khai mở cho chúng ta ý thức thuộc về tất cả mọi người chúng ta đều thuộc về thiên chúa là cha đấng dựng nên chúng ta giống hình ảnh ngài là tình yêu là sự hiệp thông tương giao và hiệp thông đã trở thành bản chất thành nhu cầu thiết yếu của đời sống con người vì cùng là con chúa chúng ta cũng là anh chị em của nhau, nghĩa là thuộc về nhau. Nhờ tình yêu thương của Chúa và trong sự liên đới với người khác, đặc biệt là cha mẹ và những người thân thuộc mà chúng ta được làm người và được làm con Chúa. Trong mối liên hệ ấy, chúng ta luôn được mời gọi sống với và sống cho nhau. Và trong ý thức thuộc về này, chúng ta hiểu được tại sao Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải yêu mến Chúa và yêu thương mọi người. Đặc biệt đối với các Kitô hữu, Thánh Phaolô còn nói đến tính thuộc về Đức Kitô và thuộc về nhau còn sâu xa hơn và sống động hơn khi xác quyết rằng mỗi Kitô hữu là chi thể của Đức Kitô làm nên thân mình màu nhiệm của Ngài là Giáo hội. Vì thế, mọi người đều có liên hệ, đồng thời cũng có ảnh hưởng đối với giáo hội và với nhau. Một bé gái 6 tuổi ở Mỹ đã có sáng kiến tích góp và quyên góp để cung cấp mùng, cứu được hàng triệu trẻ em phi châu tránh bị nhiễm sốt rét. Cũng có những hậu quả tai hại trong lòng giáo hội hôm nay đã khiến Đức Giáo Hoàng Francisco đau đớn nhắc lại niềm sát tín của Thánh Phaolô. Nếu một chi thể đau, thì toàn thể các chi thể cùng đau. Mối liên hệ với giáo hội và với nhau chính là điều thúc đẩy và đòi buộc chúng ta sống tình hiệp thông trong đức ái để có thể sống xứng đáng và góp phần xây dựng gia đình con cái Thiên Chúa. Hiệp thông trong đức ái vừa là nhu cầu vừa là trách nhiệm của mọi người được sinh ra trên trần thế này. Thực vậy, những khả năng tinh thần, thể lý và vật chất mình có được không hoàn toàn là của riêng mình, vì trong đó cần nhờ ơn Chúa và những liên hệ góp phần của bao người. Vì thế, những khả năng ấy cần được sử dụng trong ý thức trách nhiệm đối với Chúa là đấng ban ơn và với mọi người là anh chị em của nhau. Sống hiệp thông trong đức ái như thế nào? Trong ánh sáng ấy, chúng ta được mời gọi thông dự và mầu nhiệm hiệp thông trong sự sống và trong tình yêu, với nhu cầu và bổn phận sống hiệp thông trong đức ái để được triển nở và góp phần xây dựng chung. Sống đức ái hoàn hảo chính là sống ý thức chúng ta được thuộc về là Kitô hữu, chúng ta thuộc về giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô, thuộc về giáo phận là một giáo hội địa phương, thuộc về một giáo xứ, một cộng đoàn, một gia đình và liên đới với mọi người chung quanh vì là anh chị em cùng một cha trên trời. Ý thức thuộc về này phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể và thiết thực thực sự ai cũng cần được hiểu biết được đón nhận được trân trọng được yêu thương và được cứu rỗi chính thiên chúa là cha của tất cả chúng ta luôn quan tâm chăm lo cho từng người nhưng thiên chúa không muốn làm một mình ngài mời gọi và cho chúng ta cơ hội cộng tác khi đặt chúng ta trong mối tương giao yêu thương với ngài và với mọi người để chúng ta có thể sống nhờ liên đới và góp phần phục vụ lẫn nhau đó là một kế hoạch thật tuyệt vời như thánh francisco assisi đã cảm nghiệm chính lúc cho đi là lúc nhận lãnh quả thật càng quảng đại giúp người khác hạnh phúc thì chúng ta càng cảm nhận được niềm hạnh phúc sâu xa và lớn lao vì thế để sống tinh thần hiệp thông trong đức ái tôi tha thiết kêu gọi mọi thành phần dân chúa trong giáo phận chúng ta từ nay và nhất là trong suốt năm này hãy tích cực khơi dậy và sống ý thức thuộc về trong mọi cấp độ liên hệ với chúa với giáo hội và xã hội tùy vai trò vị trí khả năng và hoàn cảnh cụ thể hãy phát huy những sáng kiến để có thể thể hiện tình tinh thần hiệp thông trong đức ái cách thiết thực. Xin quý cha xứ quan tâm thăm viếng, nắm bắt đầy đủ hơn tình hình các gia đình trong giáo xứ, nhất là những gia đình đang gặp khó khăn về tinh thần cũng như về vật chất và có những kế hoạch mục vụ thích hợp như Hội đồng Giám mục Việt Nam đã kêu gọi. Xin quý vị phụ trách các quỹ ban, các giới, các đoàn thể các cộng đoàn sống đời thánh hiến hãy phát huy sáng kiến trong điều kiện của mình, thiết lập một chương trình sống tình hiệp thông và thực thi đức bác ái bằng những việc làm cụ thể. Cũng xin quý cha xứ và quý vị phụ trách các ủy ban, các giới, các đoàn thể vân vân, vui lòng sớm gửi những kế hoạch mục vụ liên quan đến các gia đình, nhất là những gia đình đang gặp khó khăn và những chương trình cụ thể nhằm thực hiện sự hiệp thông trong đức ái về ban thư ký của hội đồng một vụ giáo phận để thuận tiện cho việc đồng hành và lượng định để cùng sống tinh thần hiệp thông trong đức ái một cách cụ thể trong toàn giáo phận tôi kêu gọi các giáo sứ các cộng đoàn tu sĩ các giới các đoàn thể các gia đình mỗi ngày hãy đọc một kinh lạy cha mười kinh kính mừng và một kinh sáng danh để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo phận chúng ta đang gặp khó khăn về tinh thần cũng như về vật chất, đồng thời cũng cầu nguyện cho mọi thành phần dân chúa trong giáo phận chúng ta biết sống ý thức thuộc về ngày càng sâu xa hơn, hầu có thể tích cực sống tình hiệp thông trong đức ái. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn hiệp thông và là mẫu gương bác ái tuyệt hảo luôn liên kết mọi thành phần dân chúa trong giáo phận chúng ta và thôi thúc mọi người nhiệt tâm sống tình bác ái thân ái chào anh chị em